Nghiệp xuống nè đọc nha, nhóm về xây, tạo lọc mà quên cho mùi nâng video thứ mấy. Xem ra video thứ này cứ nhóm trong bài hành đọc nha, tạo tông cho mùi nâng gaming monitor mùi rồi bọc lòng hôn Asus. Đôi nơi khá một nhóm này, này cứ chia gaming monitor nông cầm rạch thạm cả. Đài đầm lại bảo viên nâng trăm tay mà rồi bài sắp rạm buôn này. Chẳng phụ mặt đá vẫn cứ mặt đá viết cứ Asus VP249QGR. Lệ mặt đá hiện vời anh tích. Ban giờ em pin lại cái nắp sambar robot monitor mới này vẫn cứ vị trí bậc hệ gaming monitor đã miền tầm hôm mấy gram mà phải bốn inch flat white cứ vị ở cao thế mà hay cái chọn bảo viên nó cứ chỉ bậc hệ cái chọn IPS đã nét đó nghĩa đang lấy thay cái chọn IPS cứ chỉ bậc hệ cái chọn mũi đại lõ đại vi phải chun rút phép color cứ ban cho bạn lõ tụ bay chỉ dương mơ pi chậm hiên mơ pi gram dễ rúm dương mơ ở crop trong cái này có color bảo vệ ở prai pro khăn bằng chấm pua refresh rate của bảo vệ cứ 144Hz 1ms hay chấm pua monitor này cứ vi miền bấm pẹn FreeSync đại FreeSync này chấm pua computer đại prai prai graphic card là bảo AMD cứ all maintenance đại vi chui sầm ruồn cầm rạch rút hiệp nếu phê đã dựng lên game, cứ càng tài smooth. Chỉ mỗi khi này phong ná, cứ monitor này cứ dựng ai thua ca chập chọc chén. Mình này thà ở bây sân chỉ dựng mình trường màu ăn vía đầm bây chập bán ấy. Chẳng dựng ai chập vì chọc chén rồi có dựng phở monitor stand để dựng đặt bì bây giống cứ dựng ai chập vì bàn. Ok, hay mua bánh tiết xong nghiệp. Monitor mua này cứ bập hết cái chọc vía, cứ chỉ bập hết cái chọc ca bì bình này. Vì miền lại còn lại hai thà ai khé chẳng dương mơ dú gò họ miền bành hà đá đã tông chùm mùi nâng ập nệch bỏ dương chẳng nó nắp hùa cái chọn môi chùm nuốn về là dương mơ tới cư vi hiểm về thì dương mơ dú cư ở viết phù hợp nệch dương xa cư gò là cầm nệch á về khác ai rồi hồ tạo đó là hiện tập nệch này tái xâm rạp cái chọn IPS hay mà đà là ASU mùi ní cư ở vi miền function xâm nhập ca phía nệch bỏ dương chùm phù rút riêng cư nhóm anh dạy bạn tha sản phẩm nhóm cư hiện ở xây cho chất tích phủ ấy nên đọc nhiệt đăng ấy thang ghé minh môn này tớ cư kịa chón ca ra chả ná rút riêng cư miên lạc nạc lại phì ở bậc hết computer ớt bậc hết monitor xâm rập pra tu tờ rư gò monitor office hình chẳng á sản phẩm monitor office cư rút riêng bảo viết cư ở lạc nạc xâm mạnh hay ghé minh môn này tớ kịa chón cư dân khơi lạc nạc kè hà thạc ca chá rư gò dân mơ tới chẳng nắm thao viên cứ chụp bậc hết gaming monitor mong cứ miên ra chẳng nắm bọt xe vì monitor office phần tay mùi ní cứ xe mẹp rút riêng cứ ra chẳng nắm bọt xe điện năng office hay trường bảo viên nóng cứ xe máy thông mà đá hay ở viên ba viên ách chẳng nhìn thấy bởi dân đã trường viết tư dân bọt ở xe ban chó này khoảng đã ban tâm mục ta khỏi vậy phần tay chẳng nói mùi tiếp đài viên chụp ho chẳng nắm xe mẹp nạp rạp rác monitor ní cứ miên speaker đại speaker bảo viết cứ dương ai bao chấm riêng rồi có mơ rút mơ thiệp dân cứ sầm đẹp mình đừng mình nhé nó không đông bằng tục tội mũi cứ sầm lên bảo viết mà dương ai sẽ đập bán đập vì chấm riêng rồi có thiệp dân càng dễ nghe nó cứ mà dương ai sẽ đập bàn chẳng viết chân ảnh speaker mũi này để dương bạch trăm bạch tinh con speaker đại chẳng có lẽ nó có vị trí phó cho nên người đấy mà dân dạy vì ca lên game với không cầm rất refresh rate 144Hz 1ms cứ chia bậc hết monitor muối để dân ai lên game mà smooth dân ở tại mà sân computer và dân ai run game nó không cầm rất IPS 100 frame lắng cứ chìa mùi nâng monitor 144Hz cứ là all maintenance. Ok, nâng này chẳng nhưng mà chạy spec một đoạn tiết nếu cứ chia bậc hết gaming monitor đài mà đài bảo viết cứ VP249QGR cầm rất lẹ phần nặng xâm bắt bảo viết nó cứ 24inch IPS cho mỗi nâng refresh rate cứ 144Hz 1ms hai monitor này cứ ai chậm chọc một chiếc bán chúng mua nên lẽ cái nạp xe này ca tiếp này là dương mơ dú cư gặp mình bánh hai cho buồn này dương tế chẳng học phân trang xin lọc ca tôi sẽ nào video mới này hay và xin chào mừng cùng hỏi cho con ấy xong người ta chia sẻ không nên là video là phải chạy.